Nếu như ai đó nói rằng các anh chị làm CEO thì chúng ta chỉ cần giỏi về quan hệ hoặc là chúng ta chỉ cần giỏi về chỉ đạo thôi, chứ chúng ta không cần giỏi những vùng chuyên môn, đó là một lời nói dối ngọt ngào đấy ạ. Khi mình ngồi trên cái mặt bàn này thì chúng ta có những mặt trận nào mà chúng ta cần quan tâm? Kính thưa các sếp, mặt trận đầu tiên sẽ là mặt trận mà chúng ta ngại sờ đến nhất, đó là mặt trận về tài chính. Nó sẽ luôn luôn đi đầu trong tất cả các mặt trận. Bây giờ các sếp nói gì nói, chứ không thể nào phủ nhận được cái câu chuyện là như Tuấn nói từ đầu, có lãi không, có doanh thu không, chi phí nó có vượt thu không, là một một thứ đích đến cuối cùng chúng ta luôn luôn quan tâm. Và nếu chúng ta không đạt được cái mục tiêu về lợi nhuận ở đây này các sếp, thì em cá với các sếp luôn là thôi, giả dép em về, không việc gì phải vất vả thế cả. Vậy thì chỉ số mục tiêu về lợi nhuận trong năm 2024 các sếp đã đưa ra chưa? Gật đầu lắc đầu em cái. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 rồi mà còn lắc đầu thì chết tôi à. Vậy năm 2024 các sếp muốn lợi nhuận tuyệt đối là bao nhiêu? Tại sao Tuấn lại nói đến chữ tuyệt đối? Bởi vì cái tương đối là một cái bẫy rất là êm ái. Em có đủ, em nói với thầy là mục tiêu lợi nhuận năm nay của em là 50%. Thế doanh số bao nhiêu? Doanh số 500 triệu. Thế thì 50% của 500 triệu là 250 triệu. Vậy thì nghe 50% lợi nhuận nghe nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà vấn đề là trên bao nhiêu doanh thu? Đúng không các sếp? Còn nếu như mà một người là mục tiêu lợi nhuận của em là 10%, thì doanh thu năm nay của anh bao nhiêu? 150 tỷ. 10% là 15 tỷ. Vậy thì thà 10% mà được 15 tỷ còn hơn là 50% mà được 200 rưỡi, đúng không sếp? Cho nên trong cái kế hoạch về tài chính đó, là các sếp phải đưa ra được cái mục tiêu lợi nhuận tuyệt đối, tức là bao nhiêu tiền. Còn về các phần mục tiêu tương đối, nó giải quyết bài toán gì trong quản trị? Nó giúp cho chúng ta xác định được hạn mức để ra quyết định trước mỗi một lần chúng ta chi. Ví dụ như thế này, tôi để cái hạn mức chi marketing của tôi không vượt quá 20%, đúng không? Mà đội marketing nó chạy 1 tỷ thì hạn mức được phép tối đa chi 20% là 200 triệu. Cho nên nếu nó đề xuất là 300 triệu thì tôi suy ngược ra là tương ứng với 30% vượt hạn mức dừng không chi. Các sếp hiểu ý em đoạn này không? Thì cái con số tương đối là giúp cho chúng ta hiểu về phần hạn mức để làm sao chúng ta cân đo đong đếm cho nó vận hành hiệu quả. Và nếu mục tiêu lợi nhuận 10% thì tương đương với một thứ gì mà chắc chắn CEO hay giám đốc điều hành cần biết, đó là tổng chi phí không được vượt quá 90%. Đúng không các sếp? Vậy mục tiêu vận hành của CEO là mang về 150 tỷ, chi phí không được phép vượt 90% thì nghiễm nhiên lợi nhuận lớn hơn 10% còn gì nữa. Cho nên có ai tối, có ai làm gì để lợi nhuận nó tăng được đâu, ngoài tăng doanh thu và giảm chi phí. Hoạt động vận hành làm sao can thiệp được vào lợi nhuận à? Lợi nhuận nó là quả mà. Còn nhân duyên thì nó là doanh thu và chi phí mà. Đấy em nói cho đạo Phật thì nó là như thế. Có đúng các sếp? Các sếp chọc thì các sếp chọc vào doanh thu chứ. Các sếp chọc thì các sếp chọc vào chi phí chứ. Chứ lợi nhuận nó có cái gì mà chọc? Bởi vì lợi nhuận nó là kết quả của cái một phép trừ mà, doanh thu trừ đi chi phí mà. Vậy thì cái phần trăm đó để mình suy ra được phần trăm tổng chi phí tối đa, để mình có thể xác định được là hạn mức của mỗi phần chi là bao nhiêu. Vậy trong phần tài chính các sếp cần quan tâm đến lợi nhuận tuyệt đối mục tiêu các sếp nha. Với mục tiêu lợi nhuận này thì doanh thu là bao nhiêu, chi phí là bao nhiêu, và trong doanh thu và chi phí các sếp nốt vào cái quyển sổ các sếp trước mặt hộ em gái, nó bao gồm có doanh thu phân bổ và chi phí phân bổ. Tức là gì? Tôi kinh doanh 5 sản phẩm thì tôi cần phải biết được là mục tiêu của tôi là 150 tỷ, thì năm cái sản phẩm đó kết cấu từng sản phẩm một mang về bao nhiêu phần trăm của 150 tỷ, thì đấy được gọi là kết cấu doanh thu. Kết cấu chi phí tức là gì? Các sếp chi tiền nhà, tiền điện, tiền cửa, tiền nước, rồi tiền lương, tiền marketing, tiền truyền thông, thì các sếp phải phân tách các vùng chi để xem mỗi một vùng chi nó chi bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu tiền trên tổng doanh thu và tổng chi phí. Các sếp hiểu ý em đoạn này không ạ? Cho nên cái bức tranh kế hoạch về tài chính đầu năm khi được sâu lên
đó là một cái bức tranh phương án mang về được doanh thu với kết cấu doanh thu như thế nào, phương án chi phí với kết cấu chi phí từng phần như thế nào để chúng ta thẩm định xem lợi nhuận có khả thi hay không khả thi. Và nếu muốn tăng lợi nhuận lên thì chúng ta chọc vào vùng tối ưu nào trong chi phí. Nếu không chọc được tối ưu trong chi phí thì chúng ta chọc vào vùng nào để có thể gia tăng được doanh thu. KC bạn. Thì đấy là phần tài chính, hay chúng ta hay gọi là cash flow, là một cái thứ mà bắt buộc chúng ta phải làm mỗi một đầu năm. Nếu các sếp chưa làm hoặc là chưa có kiến thức để làm thì lúc nào đó Tuấn sẽ chia sẻ cùng với cả nhà sau, hoặc là anh Dũng là cái người mà dạy về tài chính, là dân tài chính ngân hàng gốc ấy, anh sẽ chia sẻ với các bạn sau trong những cái chương trình sau. Nói chung là về sau nha các sếp, ngày hôm nay chúng ta không nói đến cái phần này. Vậy thì lợi nhuận, doanh thu phân bổ, doanh thu tổng, doanh thu phân bổ, chi phí tổng và chi phí phân bổ là những chỉ số đơn giản nhất, cơ bản nhất mà các sếp cần phải nắm ha. Ok, bây giờ chúng ta có tài chính rồi, được, nhất trí thôi. Nhưng nó là một bức tranh, nó có thể bốc phét hoặc không, đúng không ạ? Chúng ta làm ra một cái bảng như thế này, thích điền bao nhiêu điền thôi. Vậy thì ai mang về cái dòng tiền ở mặt trận tài chính? Vậy chúng ta đến với cái chân bảng thứ hai, đó là mặt trận về khách hàng, hay chúng ta có thể nói về mặt trận về kinh doanh. Như vậy thì khách hàng là người mua hàng, và khi khách hàng mua hàng thì tiền nó sẽ đổ và lấp đầy mặt trận tài chính, có đúng không các sếp? Gật đầu hỏi em cái để em yên tâm em nói tiếp. Ok, như vậy khách hàng mua hàng khi nào? Ô, khi chúng ta có sự khác biệt. Nếu sản phẩm mà chúng ta không có sự khác biệt thì sao khách hàng mua hàng được? Đó là điều đương nhiên. Và đến đây cũng sẽ một lần trả lời cho các sếp là sản phẩm của tôi không khác biệt thì tôi có bán được không? Tuấn trả lời là không luôn, miễn tranh luận. Có chăng các sếp đang bị lấn cấn thế này này? Các sếp nhập hàng cùng một nơi đúng chưa? Cho nên các sếp bảo là nhập hàng cùng một nơi, cho nên sản phẩm các sếp không có sự khác biệt. Không phải. Đấy là chúng ta chưa hiểu thế nào là một sản phẩm. Tuấn giải thích cho các sếp như thế nào là một sản phẩm nhanh nhá. Nhanh tí nhá. Đây là một chai nước hoa, đây là một sản phẩm đúng không các sếp? Gật hoặc lắc hộ em tí, giúp em cái. Đấy, đây đâu phải sản phẩm đâu. Đây là một thành tố của một sản phẩm. Trường hợp cụ thể của một khách hàng khi đi mua chai nước hoa sẽ như sau. Tuấn là một người đi mua chai nước hoa này, bước chân vào một cửa hàng nước hoa, bạn nhân viên tư vấn rất là niềm nở chào đón hỏi han, sau đó giới thiệu cho Tuấn biết là chai nước hoa này là chai nước hoa gì, hình như đây là Le Labo Cento 33. Tuấn được tặng thôi nha, chứ Tuấn không muốn nước hoa bao giờ, toàn lấy làm ví dụ ở trên lớp để dạy thôi. Nhân viên đó mới chia sẻ với Tuấn là với dòng nước hoa nam thì thông thường là sẽ có bao nhiêu tầng hương, mỗi một tầng hương thường lưu hương bao lâu, và xịt vào da thì lưu hương bao lâu, xịt vào quần áo thì lưu hương bao lâu. Sau đó thì Tuấn quyết định mua cái chai nước hoa này. Và khi mà cầm chai nước hoa này bước ra khỏi cửa thì trên tay là cầm chai nước hoa là sản phẩm hữu hình. Đúng các sếp. Trong đầu có kiến thức về nước hoa, đấy là sản phẩm vô hình. Em về em xịt một phát, em thấy nó cũng tương đối thơm. Thì trong lúc em đang ngửi thấy mùi thơm thì có một cái bạn nữ giọng rất là ngọt ngào: anh đã xịt chưa? Anh xịt rồi anh thấy thế nào? Em đoán là kiểu gì nó mùi hương này cũng phù hợp với anh, thì hôm nào anh rảnh thì sang qua chỗ em là mình xịt thử thêm vài khăn nữa để mua thêm. Cảm thấy rất là hài lòng và ưng ý. Như vậy là mấu chốt thứ ba, đó là cái sự hài lòng về dịch vụ mà họ cung cấp. Vậy thì thông qua cái câu chuyện mà đi mua nước hoa thì một là sản phẩm hữu hình, hai là giá trị gia tăng về mặt kiến thức mà mình nhận được, và ba là giá trị dịch vụ mà mình được chăm sóc, thì cộng ba cái đó lại thì đó được gọi là một sản phẩm hoàn thiện đó các sếp. Một trường hợp thứ hai, em mua chai nước hoa này, tính em thì hay đi dép tổ ong với lại lại mặc quần sóc. Ngày xưa mùa hè nó vào nó thấy là em không đủ khả năng để mua rồi, nó hỏi thế mua gì, có đủ tiền không mà mua đó. Vậy thì nếu em vẫn mua thì em cầm chai nước hoa này ra khỏi cửa hàng đó thì đây là sản phẩm hữu hình không khác nhau, nhưng không bao giờ em quay lại và em thêm một cục tức ở trong đầu, thì sản phẩm tiếp theo là một cục tức. Em dùng em không thấy thơm, em gọi điện nó mắng em, nó bảo em không biết dùng nước hoa, thế là em lại thêm một cục tức thứ hai, thì đấy là một sản phẩm thứ hai của một bên khác cung cấp. Đó là sản phẩm nhé các sếp, chứ không phải thuần túy cái này là sản phẩm mà không phải là như vậy. Ok, như vậy với sản phẩm khác biệt thì bạn có cơ hội để có thể bán được nhiều hàng hơn, tiền nó sẽ đốt đầy mặt trận tài chính. Vậy điều gì tạo ra sự khác biệt của một sản phẩm? Kính thưa các sếp, đó là vận hành và quy trình.
Phần vận hành và quy trình được hiểu như thế này: bạn có một dây chuyền sản xuất tốt, đầu tư nhiều tiền, bạn có cơ hội làm ra những sản phẩm chất lượng hơn, không thể nào chối cãi được, đúng không? Bạn rất là ngưỡng mộ thế giới di động FPT hay là một vài các cái khách sạn 5 sao hoặc là nhà hàng sang trọng về cái dịch vụ của họ. Bạn rất là thích cái hình ảnh của cái bác bảo vệ của thế giới di động điện máy xanh đặt tay lên ngực, đúng không? Cúi chào, đúng không nào, vân vân. Ồ, nếu không có quy trình tiếp khách ở vị trí bảo vệ thì làm sao bác bảo vệ có thể thuần thục được như thế? Nếu không có quy định, quy chế, chế tài thưởng phạt tại vị trí bảo vệ thì làm sao bác bảo vệ có thể thực hiện răm rắp được như thế? Vậy thì quy trình, quy chế, quy định và cái cách thức đào tạo hướng dẫn thực hiện đó chính là vận hành và quy trình đấy các sếp. Như vậy, vận hành và quy trình tốt nó tạo ra sự khác biệt của sản phẩm, đúng chưa nào? Khi có được sự khác biệt thì khách hàng mua hàng nhiều hơn thì tiền nó lấp đầy mặt trận tài chính. Nhưng điều gì quyết định đến yếu tố vận hành và quy trình? Báo cáo các sếp, đó là nhân sự, mảng nhân sự. Như vậy, nếu nhân sự tốt thì nó sẽ tạo ra cái vận hành và quy trình tốt. Con người tốt tạo ra vận hành và quy trình tốt. Vận hành quy trình tốt tạo ra sự khác biệt ở đây thì khách hàng mua hàng của mình nhiều hơn thì tài chính đầy hơn. Và BSC nó được lột tả qua hình xoáy chôn ốc, tức là gì? Khi tiền ở mặt trận tài chính nhiều hơn, nó lại đầu tư tiếp sang bên này, lại đầu tư tiếp cho mặt trận nhân sự. Các sếp hiểu ý em đoạn này không? Em bút laser em bắt đầu đang chỉ này. Đây em nói lại nha. Điều đầu tiên chúng ta cần quan tâm đến mục tiêu về mặt tài chính: lợi nhuận tuyệt đối bao nhiêu, doanh thu bao nhiêu, chi phí bao nhiêu. Đến phần kinh doanh này thì mình cần phải xác định được là với cái doanh thu như vậy, mình cần phải bán được bao nhiêu sản phẩm, đơn giá trung bình là bao nhiêu ha, và cái sự khác biệt của cái sản phẩm của mình đối với đối thủ cạnh tranh là gì. Đến phần vận hành quy trình này là chúng ta có cái quy trình vận hành quy chế như thế nào để tạo ra cái sự khác biệt này. Đến phần nhân sự là liên quan đến tuyển dụng, cơ cấu tổ chức, mô tả công việc, tuyển dụng đào tạo như thế nào ha, để chúng ta có thể vận hành theo quy trình này để giúp tạo ra sự khác biệt. Khách hàng mua hàng nhiều hơn, tài chính nhiều hơn, tài chính nhiều hơn thì nó sẽ quay trở về đầu tư tiếp cho mặt trận nhân sự. Như vậy, nếu chúng ta cứ làm tốt bốn cái vùng này thì doanh nghiệp của chúng ta nó mới dài bốn cái chân ra, và khi nó dài bốn cái chân ra thì chúng ta ngồi trên mặt bàn nó mới cao được các sếp. Và thông qua mô hình này thì đây cũng sẽ chính là bốn phần kiến thức quản trị mà bất kể một CEO nào cũng cần biết. Quản trị tài chính, chúng ta sẽ quan tâm đến các cái chỉ số mà CEO cần nắm, chúng ta sẽ quan tâm đến bảng dòng tiền. Quản trị kinh doanh, chúng ta sẽ quan tâm đến vấn đề về truyền thông. Mà các chị nốt lại nha: truyền thông, marketing, sale, chăm sóc khách hàng, lập kế hoạch, báo cáo đo lường hệ thống kinh doanh. Quản trị về vận hành thì linh hồn của nó là cách chúng ta tạo dựng kế hoạch cho mọi bộ phận, cách chúng ta xây dựng quy trình làm việc và cách chúng ta xây dựng hệ thống báo cáo cho các bộ phận. Quản trị về nhân sự thì liên quan đến cơ cấu tổ chức, liên quan đến bản mô tả công việc, liên quan đến định biên nhân sự, liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, tính lương và phúc lợi. Thì đấy là những vùng kiến thức mà chúng ta cần phải biết. Nếu như ai đó nói rằng các anh chị làm CEO thì chúng ta chỉ cần giỏi về quan hệ hoặc là chúng ta chỉ cần giỏi về chỉ đạo thôi, chứ chúng ta không cần giỏi những vùng chuyên môn, đó là một lời nói dối ngọt ngào đấy ạ. À, hoặc là đâu đó Tuấn có cái quan điểm khác. À, thì Tuấn muốn chia sẻ quan điểm cá nhân với các anh chị như thế này: chúng ta bảo là chúng ta chỉ cần giỏi về quan hệ, giỏi về tìm người, giỏi về để làm, đúng không? Cho Tuấn hỏi rất đơn giản thế này thôi: nếu các anh chị yếu về marketing thì bằng cách nào để các anh chị có thể phỏng vấn và thẩm định được một người giỏi về marketing? Là sao phỏng vấn thẩm định được? Không cẩn thận có khi mình còn bị phỏng vấn ngược lại ấy chứ. Nếu các anh chị yếu về quản trị tài chính, bằng cách nào để các anh chị phỏng vấn và nhận diện được cái người đối diện với mình là giỏi về tài chính? Và tương tự như vậy, nếu các anh chị yếu về nhân sự, yếu về vận hành thì làm sao chúng ta chủ động và quản trị vận hành được? Như vậy, mình phải nắm được bản chất của tất cả những phần này, thậm chí mình làm thật tốt nhưng mình không làm. Và khi mà mình có kiến thức về những bốn cái vùng này để mình set up bộ máy mình làm và hỗ trợ khi cần thiết nha, thì đấy là BSC nha các sếp. Ok, tuần xong phần này rồi đấy. Hy vọng là thông qua phần này thì các anh chị sẽ nắm được cái bản chất và nguyên lý hơn. Phần này là lý thuyết hay thực tiễn? Và các anh chị rất thích là thực chiến và thực tiễn đúng không ạ? Phần của Tuấn vừa nói là lý thuyết hay thực tiễn, Tuấn khẳng định với các anh chị luôn là lý thuyết. Nhưng lý thuyết này là thực tiễn, và trong thế giới học thuật và trong thế giới ứng dụng không bao giờ tách biệt lý thuyết và thực chiến hết. Cái ngôn từ thực chiến quan trọng, lý thuyết không quan trọng,
là của những thầy không có lý thuyết mà chỉ dạy được thực tiễn thôi đấy. Không có đâu ạ. Bản chất lý thuyết là được đúc kết từ những thực nghiệm và thực tiễn của những thế hệ đi trước, những người làm trước mình. Họ đúc kết lại thành một cái phương pháp, thành một cái mô hình, thành một cái công thức để chúng ta nương theo và sử dụng nó phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta. Và chúng ta bây giờ cũng sẽ tiếp tục ra những cái vùng trải nghiệm mới và đúc kết lại cho những thế hệ đằng sau người ta đọc. Các sếp có hiểu ý em không? Cho nên không có lý thuyết và thực tiễn ở đây đâu. Cái này á là thực tiễn chứ không thể nào là lý thuyết được, và nó cũng là lý thuyết chứ nó cũng không thể nào là nguyên thực tiễn. Ok. Như vậy là chúng ta nắm được ôi, như vậy là chúng ta nắm được với BSC ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần về hành trình trải nghiệm khách hàng.